Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Giá vàng tăng đột biến đến từ ai và do đâu? Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, có phải do đây là một kênh đầu tư thay thế cho kênh gửi tiền tiết kiệm ngân hàng vì lãi suất không còn hấp dẫn, hay do đầu cơ gây rối loạn thị trường? Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nêu câu hỏi tại phiên thảo luận tại tổ về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024, ngày 23 tháng 5. Theo đại biểu Hà Sĩ Đồng, giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng mạnh từ đầu năm 2024, có thể đạt đỉnh mọi thời đại. Hiện giá vàng thế giới đạt trên 2.400 USD một ounce, tương đương tăng hơn 20% so với đầu năm. Giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 91 triệu đồng một lượng, tương đương tăng 24% so với đầu năm. Ông Hà Sĩ Đồng đánh giá, từ khi Nghị định 24/2012 NDCP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời, cho tới thời kỳ trước COVID-19, giá vàng trong nước gần như bám sát với giá vàng quốc tế quy đổi. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, giá vàng trong nước luôn lớn hơn giá vàng quốc tế quy đổi, từ 15 đến 20 triệu Việt Nam đồng một lượng. Điều này khiến thị trường vàng trong nước trở nên nhạy cảm hơn, kích thích hoạt động đầu cơ và nhập lậu, gây ảnh hưởng mạnh lên tỷ giá tự do và gián tiếp gây áp lực lên tỷ giá chính thức, ông Đồng nhấn mạnh. Vẫn theo ông Hà Sĩ Đồng, điều mà nhiều người băn khoăn là vàng trong nước tăng đột biến đến từ ai và do đâu. Có phải do đây là một kênh đầu tư thay thế cho kênh gửi tiền tiết kiệm ngân hàng vì lãi suất không còn hấp dẫn, hay do một nhóm lợi ích với các hành vi phi pháp như tẩu tán tài sản, đầu cơ gây rối loạn thị trường? Theo dõi ở nhiều diễn đàn, tôi chưa tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi này, ông Đồng nói. Dù vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh phải có giải pháp căn cơ về thị trường vàng. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Đại Thắng cho rằng phải có giải pháp để giải quyết tận gốc tình trạng giá vàng nhảy múa, biến động có giai đoạn tăng cao so với giá vàng thế giới. Dù có nguyên nhân khách quan nhưng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có những thời điểm tăng rất lớn. Đây cũng là lý do khiến tình trạng buôn lậu vàng nhiều hơn, dòng tiền không vào sản xuất mà đưa vào vàng, vào đất, đại biểu Nguyễn Đại Thắng nói. Nêu ý kiến về vấn đề này, đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang cho rằng chúng ta đã có nhiều cách để thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới, nhưng không thành công. Việc đấu giá vàng miếng lại càng hâm nóng thị trường vàng lên, nguyên nhân có thể là do cách thức làm vừa qua không rõ mục tiêu. Đại biểu Trần Văn Lâm nhận định và cho biết giá vàng đem ra đấu giá gần sát với giá thị trường mà không phải là giá vàng thế giới. Để kéo giá vàng sát giá thị trường thế giới, theo đại biểu đoàn Bắc Giang, phải tính đúng đủ giá thành của vàng trong nước làm giá khởi điểm đấu giá. Cụ thể là lấy giá vàng của thế giới quy đổi ra tiền Việt, cộng với các chi phí nhập khẩu và các chi phí khác ra giá khởi điểm đấu giá. Vừa qua mang vàng ra đấu giá mà giá sàn bỏ thầu sát với giá thị trường Việt Nam. Chúng ta muốn bán vàng với giá cao để thu về nhiều tiền hay đấu giá để ổn định thị trường, ổn định tâm lý người dân? Đại biểu Trần Văn Lâm băn khoăn. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội bình luận, sau mỗi phiên đấu thầu, giá vàng lại tăng vì mức giá sàn chào thầu cao. Khi doanh nghiệp trúng thầu, họ phải bán ra mức cao hơn mua vào, từ đó làm cho giá tiếp tục tăng. Như vậy, mục tiêu lúc này không phải giảm giá mà đấu thầu vàng để làm sao thu được nhiều tiền. Nếu mục tiêu giảm giá, liên thông trong nước với quốc tế, thì giá tham chiếu phải bằng thế giới cộng với các loại thuế phí và nhu cầu, đại biểu Hoàng Văn Cường nói. Trao đổi về nội dung này, theo ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, cho rằng hiện tượng càng đấu thầu giá càng tăng chỉ xuất hiện trong giai đoạn đầu. Về lý thuyết, việc đấu thầu là giải pháp tăng nguồn cung để trung hòa nhu cầu thị trường, qua đó giúp hạ nhiệt giá vàng miếng. Về sát với thế giới, tuy nhiên kim loại quý tăng cao sẽ tác động đến tâm lý của người dân, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Lo ngại diễn biến thị trường vàng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tới đây, dự kiến Ủy ban Kinh tế sẽ tổ chức phiên giải trình liên quan đến quản lý thị trường vàng. Cũng liên quan đến thị trường vàng nhưng ở góc độ khác, tại phiên thảo luận tại hội trường, chiều ngày 23 tháng 5 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Trần Hữu Hậu, Tây Ninh cho biết cử tri đặc biệt quan tâm về quản lý kinh doanh vàng. Theo đại biểu Trần Hữu Hậu, thời gian gần đây việc các cơ quan chức năng siết chặt việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh vàng,
cử tri đặc biệt quan tâm vấn đề này. Về cơ bản, cử tri rất đồng tình. Tuy nhiên, vẫn có những vướng mắc cụ thể từ phía các doanh nghiệp, dẫn đến hiện tượng không ít doanh nghiệp tạm thời đóng cửa. Ngày 25 tháng 4, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh đã tổ chức đối thoại giữa các doanh nghiệp kinh doanh vàng và các cơ quan quản lý liên quan. Từ đây, Hiệp hội này đã tổng hợp và gửi một số kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Theo đó, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện nay là chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa với các cơ quan chức năng. Nguyên nhân của khó khăn này là phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh vàng là doanh nghiệp tư nhân, chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp theo yêu cầu của quản lý nhà nước. Do đó, tài sản, hàng hóa, vốn kinh doanh còn chưa rõ ràng. Ví dụ, số vàng của gia đình từ nhiều đời để lại được đưa vào kinh doanh mà không ghi trong vốn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cũng không kê khai, đại biểu Trần Hữu Hậu nói. Bên cạnh đó, việc mua vàng lẻ của người dân mang đến bán, do thói quen thì doanh nghiệp không kê khai thông tin và người dân cũng ngại không cung cấp thông tin cá nhân. Do đó, để thuận lợi cho việc mua bán, doanh nghiệp không lấy thông tin. Hơn nữa, vàng mua từ nhiều người dân, nấu chung không thể xác minh nguồn gốc. Những điều này gây khó khăn cho công tác kiểm tra và quản lý của nhà nước. Về mặt quản lý nhà nước, mặc dù đã có những quy định rõ ràng từ lâu, nhưng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý của các cơ quan chức năng thời gian vừa qua còn chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, khiến cho doanh nghiệp chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các quy định. Từ thực trạng trên, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đề xuất cho phép các doanh nghiệp tự kê khai lại hàng hóa tồn kho theo một thời điểm mà nhà nước quy định. Bảng kê khai này là căn cứ để xác định nguồn gốc vàng hiện có. Sau thời điểm đó, mọi hàng hóa xuất nhập doanh nghiệp phải thực hiện đúng đủ các quy định về quản lý liên quan. Đề xuất cấm mua bán vàng bằng tiền mặt. Nhằm minh bạch hoạt động kinh doanh vàng, Tổng cục Thuế Bộ Tài chính vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng. Ông Huỳnh Trung Khánh, Cố vấn Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, theo số liệu của Tổng cục Thuế, cả nước có 5.835 cơ sở kinh doanh vàng bạc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Con số này chiếm đến 80-90% số đơn vị của ngành kinh doanh vàng bạc, cho thấy bước đầu đã kiểm soát được các đơn vị kinh doanh. Giờ đây, ngành thuế lại muốn phải chuyển khoản, không thanh toán bằng tiền mặt với các giao dịch mua bán vàng là không khả thi. Người tiêu dùng sẽ phản ứng đầu tiên, chứ không phải doanh nghiệp. Nếu mua số lượng vàng lớn hay mua vàng miếng SJC, có thể áp dụng, nhưng nếu chỉ mua nhỏ lẻ một chỉ vàng hay vàng nữ trang, sẽ khó thực hiện bởi không phải ai cũng có tài khoản thẻ tín dụng, đặc biệt là với người già mua vàng để tiết kiệm, tích lũy, ông Khánh nói. Theo ông Khánh, trên thực tế chưa có ngành kinh doanh nào áp dụng quy định thanh toán không dùng tiền mặt hoàn toàn. Tại sao lại muốn áp dụng với ngành vàng? Các nước trên thế giới cũng chỉ khuyến khích bớt sử dụng tiền mặt, chứ chưa có quốc gia nào quy định 100% mặt hàng nào đó không được mua bán bằng tiền mặt. Ông Khánh nói, tại thành phố Hồ Chí Minh, thói quen thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn hiện hữu trong đời sống người dân, nhất là mua bán vàng nhẫn và trang sức. Đặc biệt với những người lớn tuổi hay những nơi phương thức thanh toán chưa phát triển, việc chuyển khoản khi mua vàng tích cóp sẽ trở nên khó khăn. Bà Huỳnh Thị Hồng Lạc, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi thấy thế này rất bất tiện, những người đã lớn tuổi không biết xài điện thoại để dành dụm được chút xíu mua vàng mà bắt họ phải chuyển khoản là không được. Chị Phạm Thị Kim Linh, tiểu thương chợ Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, nhiều khi chuyển khoản cũng không qua liền cho nên khách phải đợi chuyển khoản xong mới đi, mất thời gian rất nhiều. Việc chuyển khoản không hợp lý với người mua bán, người tiêu dùng. Ở một góc nhìn khác, nhiều người ủng hộ việc thanh toán bằng chuyển khoản sẽ tiện lợi, an toàn hơn. Hơn nữa, điều này sẽ giúp thị trường vàng minh bạch và tránh có các nhóm thao túng thị trường vàng và trốn thuế. Anh Đinh Huy Thành, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến, giúp việc giảm thiểu rủi ro trong những hoạt động trốn thuế hay mua bán những lô vàng không hợp pháp. Bên cạnh đó, khi triển khai không tiền mặt, tất cả giao dịch bên thuế đều nắm bắt được tất cả doanh thu. Ngoài trực tiếp về phần mềm trong cửa hàng vàng, họ có đối chiếu với ngân hàng. Theo chuyên gia, quy định thanh toán bằng chuyển khoản cũng cần phải có lộ trình, đồng thời không chỉ áp dụng cho vàng miếng, nên áp dụng cho cả các giao dịch hàng hóa khác. Ông Lâm Minh Chánh, chuyên gia tài chính, Chủ tịch Học viện BitUni nhận định, nếu áp dụng là chúng ta áp dụng thống nhất đến khoản tiền nào đó, đến mức tiền nào đó không bằng tiền mặt, như vậy phải thống nhất ở tất cả các ngành, các sản phẩm, chứ không phải vì vàng mà chúng ta tìm mọi cách áp đặt nó khác với những ngành khác. Chuyên gia cũng có ý kiến nên khảo sát, đánh giá và có thể triển khai thí điểm trước khi thực hiện trên diện rộng. Từ đó nếu cần sửa đổi thì có thể sửa, tránh được những bất cập trong quá trình thực thi.
Theo ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam, nếu bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng, cũng không tác động nhiều đến thị trường, không khiến thị trường vàng trầm lắng hay giá vàng giảm xuống. Nếu dùng biện pháp hành chính bắt buộc trong thanh toán giao dịch vàng miếng không dùng tiền mặt nhằm kiểm soát thị trường vàng, nó sẽ đi ngầm hết. Hơn nữa, việc kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ đang tiến tới ngành kinh doanh không có điều kiện, giờ lại đề xuất không dùng tiền mặt với giao dịch mua bán vàng là mâu thuẫn. Ông Khánh phân tích. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng đây là đề xuất nhảm nhí, mua 1.000 lượng vàng hay một chỉ vàng, thanh toán hình thức nào cũng được, bởi đây không phải là biện pháp quản lý thị trường vàng minh bạch và không khiến người dân mua vàng ít đi. Ông Ánh nói, theo ông Ánh, việc cấm dùng tiền mặt trong mua bán vàng sẽ không giải quyết được vấn đề chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, cũng như nhập khẩu nguyên liệu mà còn làm trầm trọng thêm vấn đề này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!